Năm 2000, các doanh nghiệp như được thổi một luồng sinh khí mới khi thời gian thành lập doanh nghiệp đã được rút từ 6 tháng xuống chỉ còn 2 tuần. Và kết quả là hơn 14.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Kiến trúc sư trưởng của Luật Doanh nghiệp 1999, sự đột phá lớn nhất mà Việt Nam có được về thể chế này chính là nguyên thủ tướng Phan Văn Khải công ty được rất là bình đẳng, rất là thông thoáng, tự do ký kết các cái hợp đồng nội và ngoại, tự do là uh, giao lưu và cái quan hệ của bản bạn hàng được bình đẳng với các cái doanh nghiệp quốc doanh. Từ chỗ làm gì cũng phải xin phép, từ ông tổ trưởng tổ dân phố đến lãnh đạo quận, thành phố, thì nay doanh nghiệp đã được cởi trói. Những thứ không còn phù hợp thì thủ tướng chủ yếu nghe tư vấn độc lập và thủ tướng nhận thấy rằng là cái kiến nghị đó là đúng là hợp lý là phù hợp thì quyết nguồn còn những quy trình thủ tục hành chính sau đỏ để trinh lên chỉ là hình thức Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải cũng là nhà lãnh đạo cao cấp đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Mỹ vào ngày 21 tháng 6 năm 2005. Cái bắt tay giữa hai nguyên thủ đã không chỉ đánh dấu một mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia mà còn mở ra cơ hội hội nhập cho Việt Nam, đặc biệt là cơ hội gia nhập WTO vào cuối nhiệm kỳ của ông. Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải còn khiến người khác nể phục bởi sự thẳng thắn, không ngại nhận lỗi và xin lỗi trước nhân dân. Ông là người đầu tiên đồng ý đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, khi đó là ông Nguyễn Văn An, đề nghị thủ tướng đăng đàn để trả lời chất vấn trước Quốc hội. Trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo quản lý nhà nước, chúng ta còn không ít những yếu kém, khuyết điểm, thậm chí có mặt nghiêm trọng cần nhìn thẳng vào sự thật để kiên quyết khắc phục. Nhìn vào nguyên thủ tướng Phan Văn Khải sẽ thấy đó là một con người cẩn trọng, khiêm nhường, bình dị, gần gũi, không bao giờ quan cách, cầu nệ mà luôn ấm áp tình người. Những thành viên một thời trong ban nghiên cứu của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải đã dành từ nhân để nói về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Luôn đi trước cả về nhận thức và hành động tạo môi trường kinh doanh thông thoáng bình đẳng quyết liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng và rất nhiều thành tựu khác nữa đó là di sản mà nguyên thủ tướng phan văn khải đã để lại trong nhiệm kỳ của mình